Các bạn thân mến, thì hôm nay là trưa 30. Thì thường thường là tôi làm YouTube thì tôi cứ đưa video, thì thôi bây giờ giai đoạn này làm 2 video một ngày. Buổi trưa thì thường thường tôi đưa 10 giờ đến 10 rưỡi hoặc 11 giờ. Làm sớm thì tôi đưa 10 giờ. Buổi chiều thì 18 giờ 30. Thôi thì mỗi ngày cứ đưa mấy cây nên để gọi là có video. Về dạo này cũng nó hay mưa nên mà cái mức độ mà để đi quay các cái cảnh là nó không được lắm. Đấy, hôm nay thì tôi đưa 5 cái chậu này, buổi trưa nay có 5 chậu này. Trong 5 chậu này thì chỉ có một cái chậu thứ tư là chậu Jani có hai con kiến là 350.000. Còn lại thì là của Chư Moray. Đấy, đặc biệt có một cái cây này nó trông như cái thang, các bạn thấy chưa? Cây này thì đợt trước nó nở hoa nhưng mà trên cái thân còi cọc này thì nhưng mà hoa thì cũng khá đẹp. Đấy thì cây này là có hoa, tôi biết mặt hoa rồi. Thì cái này là 300.000, nó rất là dài rồi đấy, trông như cái thang. Nó được khoảng 40 cm, được khoảng 2 gang. Đấy, vào chi tiết thì cái hình một này là 300.000. Cái này là do những cái cây thân dập gãy, các cái thân dập gãy của tôi những loại này nó khoảng 2 gang. Đây là các bạn nhìn những cái thân gãy là đợt trước là tôi tách ra, tôi trồng đây nó được 3 mầm, có 3 cái gốc này. Cái ngắn này thì khoảng 5 cm, cái này thì khoảng 10 cm và cái kia được gần 1 gang. Thì ra đây bạn nào thích nhiều mầm gốc thì đây 300.000 cho cái hình một này của Chimoray. Đấy, ba cái mầm gốc này. Sang hình thứ hai này là 300.000, thì nếu đã nói rồi, cây này hoa thì cũng khá là đẹp. Đấy, rễ thì nó cũng mới ra này, thì cái mầm này các bạn thấy nó lên thẳng tưng như cái thang. Đấy, ngọn lá phát triển rất tốt. Cái này nó được khoảng hơn 2 gang rồi, thì 300.000. Sang cái hình 3 này cũng 300.000, đây là một con kiến. Các bạn nào nhiều bạn thì cứ hỏi mặt hoa, thì đây là con kiến này, kiến zin này, chưa không biết mặt hoa này. Đấy, rễ nó ăn nó thoải ra ngoài đây này. Các bạn thấy không? Còn thân lá nó như thế này. Đấy thì cứ quay thế thôi, còn bây giờ mô tả bảo thân đẹp hay không thì các bạn lại bảo là mình nói quá nên. Đấy, thân lá nó như thế. Đấy thì cái này là 300.000. Sang hình 4 nó còn 2 con kiến thì tôi mới đặt đây thôi. Tôi cắt ít rễ vì cái này nó mọc ở trên cái là nó có 2 con kiến con. Và một cái này khả năng hình như là cái ki này. Đấy, thì tôi đã trồng lên đây rồi. Những cái này là những cái cây tồn tôi trồng thôi. Nhiều khi chia sẻ với các bạn không ấy thì mình trồng đấy thôi. Cái này thì nó có 2 con kiến này, hai cái mầm này, và một cái này tôi trồng vào một chậu này. Cái này của Jani thì 350.000. Cái này nó chưa ăn rễ đâu các bạn. Đấy, nó cục cục tôi đặt lên đây thôi. Cái này nó được khoảng 4 cm và một cái bên này là khoảng 10 cm. Đấy, thì 350.000. Còn đây là một cái chậu này, nó có 2 thân nhưng mà 2 thân này khả năng là của hai cân kiến này, vì nó có 2 thân tơ này các bạn này. 2 thân tơ cái mầm nó lên này, nó quắt cái thân này chứ nó chưa ra hoa đâu. Những cái này nó chưa, các cái thân này sờ là chưa có hoa đâu. Thân nó quắt này là do nó nuôi cái mầm gốc ấy. Mầm gốc này nó được khoảng 30 cm này. Cái to là 30 cm. Đấy, các bạn thấy lá cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Thì cái lá này nó đốm đốm là đợt trước là dẹp sáp đấy các bạn. Cái dẹp sáp nó đậu dưới này, này. Người ta xử lý đã hết rồi đấy. Đây, xử lý hết là nó lên được bao nhiêu rồi. Cái đấy là dẹp sáp được chưa?
Dẹp sáp thì đơn giản thôi, dẹp ra sáp thì ta phun cái thuốc xịt muỗi là nó chết liền. Cái bình xịt muỗi ta phun xa. Vì tôi cũng đã làm rồi, có đợt của tôi bị dẹp sáp thì mấy đứa cháu nó bảo là tưới bằng nước rửa chén. Như tôi không ấy, tôi cầm cái bình xịt muỗi xịt. Thì các bạn biết rồi, cái bình xịt muỗi nếu các bạn xịt gần vào đây là cháy ná liền. Nhưng các bạn xịt xa kiểu như phun sương mù là dẹp sáp chết hết. Thì đấy tôi biết cái nào thì tôi nói tôi chia sẻ thế. Còn đây không phải là hướng dẫn mà là mình nói để các bạn tham khảo thôi. Đấy, hai cây này rất đẹp, hình như nó của hai con kiến chứ hai gốc lên chứ không phải. Còn thân già thì nụ khủ đây. Thân già nụ khủ. Chậu này thì tôi xếp vào cái vỏ xốp này và những cái vỏ thông là nó rất là nhẹ thôi. Bởi vì tôi sang cái chậu này là từ cái chậu đất. Khi tôi sưu tầm là chậu đất thì tôi có sang sang đây. Nó thành một tảng này là tôi đặt lên đây. Đặt được rễ nó cũng bén rồi. Bạn nào thích cả chậu thế còn không nhấc ra là cũng đơn giản. Rễ đấy thì sẽ đắp rêu vào là quấn vào. Đấy thì cái cây này là 400 nghìn. Nó khả năng là hai kiến này. Các bạn nhìn cái gốc của nó mọc là từ hai nhánh này. Thân tơ năm ngoái này, nhưng mà nó quắt này nó không ra được hoa này. Còn những năm trước nó quắt nó không ra hoa. Cây này đặc biệt đấy, nó ra quắt đấy. Đấy thì hình này là 400 nghìn. Bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại. Thì tất nhiên các bạn xem thì các bạn chốt thì các bạn xem kỹ rồi chốt luôn, chứ còn cứ hỏi hỏi một lúc là một lúc sau có người chốt mà khi các bạn vẫn chưa nói chốt thì lúc sau hỏi thì lại đã bán mất rồi. Thì thực tế là tôi cũng đưa có ít thôi. Đấy thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Đấy thì buổi trưa tôi làm video thì buổi sáng làm để buổi phát buổi trưa, thì các bạn nào sưu tầm thì nhắn tin vào số điện thoại 0965 895 207. Tôi đi uống cà phê và đi xem là người ta mang xuống là có những cái gì sưu tầm hay hay thì chiều lại đưa lên. Chiều đưa lên là 18:30. Đấy. Thì cái tầm ở trên huyện người ta xuống, một số người ta mang xuống người ta bán dưới này, thì bán xuống thành phố thì người ta đi thì khoảng 9-10 giờ, 10 giờ mới đến nơi. Đấy thì người ta điện thì mùa này thì cái cây bóc rừng nó cũng cũng có lúc người ta đi là được nhiều, mà có lúc được ít. Bây giờ người ta phải thường đi vào các cái vùng sâu rồi, ven ven ở ngoài chắc không còn mấy nữa. Thì tôi định đi tôi quay ven ven vùng ngoài nhưng mà mấy bữa nay nó mưa là không đi được. Còn cái chậu này thì nó nặng này, nhấc lên này, rễ nó mới bám này. Chậu này số 2 thì để cả chậu rồi. Số 3 thì chậu hơi nặng nặng. Nhưng cũng không nặng lắm, nó cũng phải 5-60 nghìn tiền cước. Đấy thì tôi cứ nói thế, còn tiền cước, tiền gửi thì các bạn sưu tầm thì các bạn chịu. Đấy, video này tôi làm đến đây là kết thúc. Tôi xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.